Giáng Thu là cô bạn thân từ thổ học cấp 3 của tôi. Chúng tôi đã chơi rất thân và tình nghĩa bạn bè luôn sát cánh bên nhau. Sau khi học xong cấp 3, tôi lên Sài Gòn thi vào đại học, còn cô bạn thân Giáng Thu thì ở lại quê phụ mẹ buôn bán và chăm sóc đàn em nhỏ. Cũng kể từ đó, chúng tôi không có dịp gặp nhau. Bẵng đi, 20 năm sau, tình cờ gặp lại. Giáng Thu già nua trước tuổi vì cuộc sống khổ cực một mình nuôi con. Vì cuộc hôn nhân đổ vỡ sau vài năm chung sống. Nguyên nhân vì người chồng có tình nhân mới mà bỏ Giáng Thu khi cô mới sanh con chưa tròn 3 tháng. Cô kể ban ngày chăm sóc con, ban đêm thì đưa đứa cháu gái qua cho bà ngoại trông. Rồi Giáng Thu chuẩn bị đôi gánh hàng rong bán trong các khu phố khuya cho đến trời gần sáng mới trở về nhà. Có hôm may mắn bán được hết gánh hàng cho những người đi làm về ăn khuya, và cũng có khi chỉ bán được ít rồi phải gánh về. Nỗi lo lắng của người mẹ không biết như thế nào nếu như con không có chén cơm ngon. Con gái của Giáng Thu năm nay học năm thứ 2 Đại học Kinh tế ở Sài Gòn. Nghe kể cháu học rất giỏi và ngoan lắm. Lúc nào nghỉ học là phụ mẹ gói bánh và quán xuyến công việc nhà. Vài năm trở lại đây, Giáng Thu cũng bớt cực một chút vì con gái biết chia sẻ công việc với mẹ. Tôi nghe mà thật xót xa trong lòng khi phải nói lên tâm sự này. Mong ước cho người bạn này của tôi luôn khỏe mạnh và vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Bạn thân mến, cuộc sống với những bề bộn lo toan vất vả, mọi người còn mải lo cho cuộc sống riêng của gia đình mình, nên nhiều khi không để ý đến những mảnh đời bất hạnh sống chung quanh chúng ta, hay chúng ta vô tình gặp trên đường. Chỉ cần sống chậm lại một chút, suy nghĩ sâu thêm một chút, cảm thông hơn một chút, chúng ta sẽ thấy mình đang hạnh phúc, sung sướng hơn rất nhiều người, ít nhất là hơn những người đang bán hàng rong đêm. Họ vất vả, lam lũ hơn chúng ta rất nhiều, nhưng họ vẫn phải cố gắng, cật lực chiến đấu với cuộc sống. Họ vẫn có mục đích sống, vẫn có trách nhiệm kiếm tiền để gửi về nuôi gia đình ở quê, vẫn có lòng tự trọng. Họ thà kiếm tiền vất vả đêm hôm còn hơn phải ngửa tay đi xin ăn của thiên hạ. Huống hồ chúng ta được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định, có nền tảng tốt hơn họ. Không có lý gì mà chúng ta lại không cố gắng học tập tốt, làm việc tốt, sống có mục đích, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Có lẽ chúng ta không cần phải học ở đâu xa, mà hãy học ngay từ chính những người chung quanh mình. Học từ chính những người lao động bình dị mà chúng ta vô tình bắt gặp trên đường.
họ có thể nghèo hơn chúng ta, làm công việc thấp kém hơn chúng ta, nhưng nghị lực, ý chí bền bỉ, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của họ, chưa chắc chúng ta đã theo kịp họ. Thân mời các bạn thưởng thức ca khúc Gánh Rau Đêm, sáng tác của nhạc sĩ An Nhiên, ca sĩ trình bày Thùy Dương. Chở che con
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.